Đập tam hiệp vỡ sẽ có sức công phá như sóng thần, Việt Nam sẽ ra sao? Thưa quý vị, lũ chồng lũ ở Trung Quốc đang khiến quốc gia rộng lớn này chật vật chống chọi. Sau vụ vỡ con đê ở Hồ Động Đình hồi đầu tháng, thì hiện nay người dân Trung Quốc lo ngại đập tam hiệp cũng phải chịu những nguy cơ tiềm ẩn vì nứt gãy, thậm chí là vỡ đập. Trước tình hình này, ngày 22 tháng 7 vừa qua, Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã tổ chức cuộc họp đặc biệt để phân tích đánh giá tình hình lũ lụt trên sông Dương Tử, sông Hoài Hà, sông Hắc Long Giang và các lưu vực sông khác. Bên cạnh đó, giới chức Trung Quốc cũng thảo luận về việc xả lũ đập Tam Hiệp khi dự báo lũ sông Kim Sa, phụ lưu sông Dương Tử tiếp tục dao động ở mức 1,5m so với cảnh báo. Điều mà chúng ta lo lắng lúc này là sự an nguy của hàng triệu người dân nếu kịch bản vỡ đập Tam Hiệp xảy ra. Và liệu rằng phần lãnh thổ Việt Nam có chịu ảnh hưởng gì từ sự cố này nếu nó xảy ra hay không? Cùng tìm hiểu trong bão tin tức ngày hôm nay. Theo Tân Hoa Xã, từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 7 năm 2021, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc gặp phải trận mưa lớn hiếm thấy và hứng chịu lũ lụt nghiêm trọng. Đặc biệt, vào ngày 20 tháng 7 năm 2021, thành phố Trịnh Châu gánh chịu thương vong nặng nề và thiệt hại về tài sản. Do Ban Quản lý đường hầm Trịnh Châu và các bộ phận liên quan không đóng cửa đường hầm và phân luồng giao thông kịp thời, làm 6 người thiệt mạng và 247 ô tô bị ngập nước. Những hình ảnh sau đó đã dẫn đến thông tin lan truyền rằng đập Tam Hiệp bị vỡ. Đây cũng không phải là lần đầu tiên thông tin đập Tam Hiệp ở Trung Quốc bị vỡ lan truyền trên mạng xã hội. Hồi tháng 6 năm 2023, cũng đã xuất hiện thông tin đập Tam Hiệp của Trung Quốc bị vỡ hoặc bị cháy. Chưa biết thực hư như thế nào, tuy nhiên trước tình trạng lũ lụt phức tạp những ngày qua, Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã phải duy trì ứng phó khẩn cấp phòng lũ cấp 3 đối với tỉnh Hồ Nam và phòng lũ cấp 4 cho 13 tỉnh và khu vực, bao gồm Giang Tô, An Huy, Giang Tây, Sơn Đông, Hà Nam, Hồ Bắc, Tứ Xuyên, Thiểm Tây, Cam Túc, Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam và Vân Nam. Văn phòng Thủy văn của Ủy ban Thủy lợi Trường Giang hay còn gọi là sông Dương Tử đưa ra cảnh báo màu vàng, mức cảnh báo nghiêm trọng thứ 3 từ chiều ngày 22 tháng 7 với lũ lụt ở trạm Thủy văn dọc sông Kim Sa, tỉnh Vân Nam. Việc xả lũ đập Tam Hiệp là điều cần thiết, tránh gây ra thảm họa kinh hoàng như những dự báo trước đó. Cách đây đúng 4 năm, vào tháng 7 năm 2020, Tập đoàn Đập Tam Hiệp, đơn vị điều hành Đập Tam Hiệp, thừa nhận rằng một số cấu trúc ngoại vi nhất định của Đập Tam Hiệp đã bị biến dạng do áp lực nước lũ. Cụ thể, 2,4 km Đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử ở tỉnh Hồ Bắc được ghi nhận bị biến dạng nhẹ vào ngày 18 tháng 7 khi nước lũ ở các tỉnh Tứ Xuyên và Trùng Khánh ở thượng nguồn sông Dương Tử chạm kỷ lục 61.000 mét khối trên một giây. Tuy nhiên, theo Tập đoàn Đập Tam Hiệp, áp lực này kéo dài không lâu. Đập Tam Hiệp đã có lần đầu tiên xả lũ trong năm 2020 tại Nghi Sương, Hồ Bắc vào hôm ngày 29 tháng 6, trong lúc có những lo ngại về nguy cơ vỡ đập. Tam Hiệp là đập thủy điện lớn nhất thế giới và đợt mưa lũ vào năm 2020 đã khiến mực nước trong hồ dâng cao. Mục đích của động thái xả lũ nhằm giữ mực nước trong hồ giảm xuống ngưỡng an toàn là 145m. Những bức ảnh về đập Tam Hiệp xả lũ để giảm áp lực đã làm dấy lên sự hoang mang về việc liệu con đập có thể bị vỡ hay không. Thậm chí đã xuất hiện video mô phỏng hệ quả thảm khốc nếu đập Tam Hiệp bị vỡ. Nếu vỡ đập Tam Hiệp, thiệt hại sẽ rất đáng lo ngại khi mà nhiều thành phố vào tháng 7 năm 2020 ở Trung Quốc đã bị ngập lụt. Theo Bộ Quản lý Khẩn cấp nước này, khoảng 40 triệu người ở 27 tỉnh đã bị ảnh hưởng bởi trận lũ lụt vào tháng 7 năm 2020, gây thiệt hại trực tiếp hơn 80 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 11,5 tỷ đô la Mỹ cho nền kinh tế. Khoảng 28.000 ngôi nhà đã bị sập đổ, trong khi hàng triệu người phải di rời và ít nhất 141 người đã được tuyên bố là thiệt mạng hoặc mất tích trong lũ lụt. Tuy nhiên, theo ông Michael Oslin, chuyên gia nghiên cứu tại Viện Harvard, Đại học Stanford, Mỹ, tất cả những con số trên sẽ không là gì nếu vỡ đập Tam Hiệp. Đập Tam Hiệp được xây dựng từ năm 1994 đến năm 2006 với chi phí khoảng 31 tỷ đô la Mỹ.
Có tới 1,4 triệu người phải di dời để xây dựng con đập với mục tiêu là để giảm nguy cơ lũ lụt tàn phá dọc theo sông Dương Tử, một vấn đề nan giải ở Trung Quốc kể từ thời cổ đại. Lưu vực sông Dương Tử chiếm gần một nửa sản lượng nông nghiệp của Trung Quốc và con sông chạy qua các thành phố lớn như Vũ Hán với 10 triệu dân. Mực nước hồ chứa đập Tam Hiệp có thể giữ ở mức tối đa là 175 mét. Theo Ủy ban Thủy lợi Trường Giang, tức là sông Dương Tử, mực nước hôm 24 tháng 7 năm 2020 tại đập là 158,85 mét. Tuy nhiên, khi sông Dương Tử bước vào đợt lũ thứ 3 năm 2020, thì áp lực đối với đập Tam Hiệp có thể nhanh chóng gia tăng, thậm chí ảnh hưởng đến toàn vẹn cấu trúc của nó. Mặc dù một sự cố của đập Tam Hiệp có thể không phải là mối nguy hiểm chính, tuy nhiên hậu quả địa chính trị của nó là đáng kinh ngạc để suy ngẫm. Vỡ đập Tam Hiệp sẽ có sức công phá như sóng thần, đủ sức quét sạch hàng triệu mẫu đất nông nghiệp ngay trước đợt thu hoạch mùa thu, có thể dẫn đến tình trạng giống như nạn đói. Vì đây cũng là nhà máy thủy điện lớn nhất thế giới, một sự cố vỡ đập sẽ dẫn đến tình trạng mất điện rất lớn. Cũng theo ông Auslin, trung tâm sản xuất của Trung Quốc và tuyến vận chuyển đường thủy nội địa dọc theo sông Dương Tử sẽ bị ảnh hưởng đáng kể bởi lũ lụt ở Hạ Lưu, dẫn đến sự gián đoạn kinh tế lớn ở Trung Quốc và trên thế giới. Cũng vào thời điểm có thông tin vỡ đập Tam Hiệp vào giữa năm 2020, đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam cho biết mưa lũ ở miền Nam Trung Quốc không ảnh hưởng đến Việt Nam, toàn bộ nước lũ đổ ra biển phía Nhật Bản sẽ không đổ ra biển Đông. Nói về những nguy cơ khi nước lũ đang đổ về đập Tam Hiệp, Trung Quốc, đại diện Bộ Nông nghiệp còn cho biết, đập Tam Hiệp thuộc tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc cách Vũ Hán khoảng 70 km sẽ không ảnh hưởng đến Việt Nam. Nếu xảy ra mưa lớn ở Vân Nam thì mới có thể ảnh hưởng tới Việt Nam. Tại sao đập Tam Hiệp bị gọi là hình mẫu của thảm họa? Thủy điện Tam Hiệp là dự án gây tranh cãi dữ dội trong lịch sử Trung Quốc. Bị Quốc hội phản đối, Ngân hàng Thế giới World Bank từ chối cấp tiền. Vậy tại sao nó vẫn được xây dựng? Đập Tam Hiệp nằm trên sông Trường Giang hay còn gọi là sông Dương Tử, phía tây thành phố Nghi Sương thuộc địa phận tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Công trình khởi công năm 1994 và hoàn thành vào năm 2006, trở thành đập thủy điện lớn nhất thế giới. Các thông số của đập thủy điện khá hoành tráng, dài 2.335 mét, cao 185 mét, cấu thành từ 28 triệu mét khối bê tông và 463.000 tấn thép. Hồ chứa của đập nhấn chìm một khu vực trải dài đến 600 km về phía thượng nguồn, cho phép tàu hàng hải trọng tải lớn di chuyển 2.250 km từ biển Hoa Đông, cảng Thượng Hải đến thành phố Trùng Khánh. Ý tưởng xây dựng đập Tam Hiệp xuất hiện từ thời Quốc dân đảng Trung Quốc những năm 1920. Tuy nhiên, người ta gác hàng chục năm không dám làm. Đến năm 1953, lãnh tụ Mao Trạch Đông hồi sinh dự án và chỉ đạo nghiên cứu tính khả thi của một số địa điểm. Dự án bắt đầu lên kế hoạch chi tiết năm 1955. Phe ủng hộ khẳng định đập nước sẽ giúp kiểm soát lũ dọc hai bên sông Trường Giang, thúc đẩy thương mại nội địa và cung cấp phần lớn điện năng cho miền Trung đại lục. Ở chiều ngược lại, những người phản đối lo lắng nguy cơ vỡ đập và hậu quả khủng khiếp của nó, về việc khoảng 1,9 triệu dân dọc hai bên sông mất chỗ ở, về việc phá hủy cảnh quan tự nhiên, các di tích kiến trúc và khảo cổ. Tác động môi trường của dự án thì không đo đếm nổi, nhất là với quy mô đó. Giới khoa học lo sợ việc tích tụ một lượng nước khổng lồ như thế sẽ gây ra động đất và sạt lở địa hình, những nguy cơ vốn tăng dần theo thời gian. Không phải tự nhiên mà tổ chức sông ngòi quốc tế gọi đập Tam Hiệp là hình mẫu của thảm họa. Ngân hàng Thế giới World Bank cũng từ chối cung cấp tiền cho dự án với lý do quan ngại về tác động môi trường và nhiều yếu tố khác. Thời điểm đó, nhiều kỹ sư Trung Quốc và nước ngoài kêu gọi tốt hơn hết nên xây nhiều đập nhỏ trên các phụ lưu của sông Trường Giang, vẫn kiểm soát lũ và phát điện tốt trong khi nguy cơ ít hơn. Lời khuyên này đã không được lắng nghe. Vì có quá nhiều vấn đề, dự án bị trì hoãn gần 40 năm. Đến năm 1992, Thủ tướng Lý Bằng thuyết phục được Quốc hội thông qua dự án, nhưng cũng có đến 1/3 đại biểu phản đối hoặc không thèm bỏ phiếu, điều ít thấy trên chính trường Trung Quốc. Trong lễ động thổ công trình vào năm 1994, giới quan sát lưu ý rằng Chủ tịch Giang Trạch Dân đã không xuất hiện cùng Thủ tướng Lý Bằng. Nhưng dù sao, dự án vẫn tiến hành, dù trong suốt quá trình xây không có xì căng đan tham nhũng, đội vốn nổ ra. Nhiều lo ngại về đập Tam Hiệp bắt đầu râm ran từ mùa hè năm 2019, sau khi ảnh vệ tinh ghi nhận thân đập có vẻ như bị lõm và do sức ép của nước,
nhưng những nhà chức trách bác bỏ và khẳng định đập vẫn an toàn. Đến mùa mưa năm 2020, tình hình càng xấu hơn. Trận lũ kỷ lục trong 80 năm ở miền Nam Trung Quốc là thử thách lớn đầu tiên của công trình Tam Hiệp. Trong cuộc họp báo ngày 10 tháng 6 năm 2020, Thứ trưởng Tài nguyên nước Trung Quốc thời đó là ông Ye Jianchun, mực nước trên ít nhất 148 con sông ở Trung Quốc đã dâng cao trên mức cảnh báo, chứng tỏ khả năng kiểm soát lũ của đập Tam Hiệp chỉ có giới hạn. Nhà khoa học Trung Quốc Wang Guilu, một chuyên gia về thủy văn, cảnh báo rằng đập Tam Hiệp thật ra không ổn như người ta tưởng. Trong cuộc phỏng vấn với báo đài, ông Wang đã không bình luận về tấm ảnh vệ tinh năm 2019, nhưng cho rằng mối lo lớn nhất chính là những vết nứt và chất lượng bê tông không đảm bảo được phát hiện trong lúc công trình đang xây dựng.